học hết lớp 7, nhưng ông Nguyễn Văn Lượng ở thành phố Bắc Giang tự mày mò thiết kế và xây dựng ngôi nhà 2 tầng 1 tum có khả năng xoay tròn 360 độ. Sau khi được cấp phép xây dựng, ngôi nhà được ông Lượng xây dựng từ năm 2012 đến năm 2016 mới hoàn thành. Hiện ngôi nhà làm nơi tiếp khách và nghỉ ngơi của ông. Theo ông Nguyễn Văn Lượng, căn nhà có chiều cao 15m, rộng 12m, được ông áp dụng nguyên lý lực nổi của mặt nước, chống động đất, bão. Học hết lớp 7 phổ thông, nghiên cứu trên mạng của mạng Internet ấy, tìm những cái gì mà đã độc lạ mà trên thế giới chưa có. Thế thì mình mới tìm thấy có một cái nhà này ở trên thế giới này nó chưa có. Bởi vì khi mà xây dựng cái căn nhà này thì ít nhất là mình chưa nói xã hội, nhưng gia đình nhà mình cũng đã bị lủng củng vì một cái ý đồ mà mọi người nói là điên rồ. Đấy, thực ra là không ai đồng ý làm. Cái nhà này mình xây dựng ấy thì thực ra nó không đắt lắm đâu, nhưng mà vì mình eo hẹp kinh tế, thế nên mình phải làm mất 4 năm mới đủ tiền để duy trì cái nhà này là xong. Cũng theo ông Lượng, để nhà có thể xoay được, ông đã sử dụng các chân vịt đối lập nhau kèm theo hai motor điện 220V. Thì tôi thấy cái dây mà buộc con tàu leo vào bờ sông nó không lớn lắm mà nó giữ được con tàu, và xong rồi tôi dẫm lên cái dây leo thì thấy con tàu nó co lại. Thế thì mình mới áp dụng cái mà nó có sẵn ở xã hội rồi. Thế là mình làm, thế về mình bảo nếu căn nhà này là 400 tấn thì cái lực quay của nó sẽ nhẹ hơn cái tàu kia 2.000 tấn nhiều. Thế và đến tất cả mình tính toán nó đúng hết rồi, và đến thực tế bây giờ nó cũng chỉ là 200 W nó quay đổi cái nhà này thôi. Hiện nay mình đang làm là tốc độ nó quay khoảng độ 15 phút một vòng. Thế nhưng mà chạy chậm thì có thể là chạy chậm như là mặt trời mọc. Đấy, còn chi phí về năng lượng để vận hành của nó thì gần như nó bằng không. Chỉ có một cái coi như là trục định tâm ở giữa thôi, như cái khối xay gạo của các bà con ngày xưa. Và đối xứng hai bên là hai cái chân vịt đạp ngược chiều nhau thì nó sẽ quay. Nó chỉ là một cái thuyền ở dưới sông có chân vịt đẩy đi, nhưng cái này là cái thuyền đứng ở một chỗ quay đẩy vòng tròn, trọng lượng được chia đều trên từng mét vuông một, không có điểm xung yếu, rất lợi thế. Động đất tránh được không? Bởi vì động đất anh chỉ là vật cứng anh mới lay được thôi. Còn nhà của tôi thì coi như là thậm chí là cái chú lái cái đầm rung đến làm cho tôi cái sân ấy. Chú rung, chú bảo vỡ nhà ông chịu nhé, bảo ừ. Thế thì chú rung đập lu quanh cái nhà này, xong rồi chú bảo ô thế sao nhà của ông thì sao lại vẫn đứng im, thấy không? Bởi vì cái này nó cách qua một nước rồi, nó có liền với đất đâu. Hoàn toàn cái nhà này nó chỉ là cái phao thôi, lội trên nước. Thì mình muốn nguyện vọng là mình làm được cái gì đó cho đời rồi thì mình muốn quê hương mình đóng góp với quê hương mình một cái sản phẩm để làm một cái điểm nhấn của cái thành phố Bắc Giang. Hiện ngôi nhà đã được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp bằng sáng chế. Nói về dự định sắp tới, ông Nguyễn Văn Lượng cho biết sẽ cho thuê lại căn nhà làm kinh doanh nếu ai có nhu cầu.